Chào các em, rất vui được gặp lại các em qua tiết luyện từ và câu lớp 4 tuần 27. Tiết luyện từ và câu hôm nay, cô sẽ giới thiệu thêm một cấu trúc câu mới trong chương trình lớp 4, đó là cầu khiến. Bài học của chúng ta ngày hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, tìm hiểu nội dung bài. Phần thứ hai, luyện tập. Các em biết không, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải nhờ vả khuyên nhủ ai đó, hoặc rủ những người thân quen cùng làm một việc gì đó để thực hiện được những việc như thế chúng ta phải dùng đến câu khiến trong phần tìm hiểu nội dung bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để nhận diện câu khiến và cách đặt câu khiến đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu để nhận diện câu khiến qua ví dụ 1 đọc các câu sau a à, giống nhìn mẹ mở miệng bật lên thành tiếng mẹ mời sứ giả vào đây cho con B. Đã 7 giờ tối mà mẹ vẫn chưa đi làm về là nhìn đăm đăm ra cửa thì thầm. Mẹ về với con đi mẹ. C. Hoa rũ hồng, chúng ta cùng học bài nhé. D. Cô giáo nói với Hà, em nên tập trung nghe giảng bài và trả lời hai câu hỏi sau. Thứ nhất, các câu in nghiêng được dùng làm gì? Thứ hai, cuối mỗi câu in nghiêng có dấu gì? Chúng ta nhận thấy câu mẹ mời sứ giả vào đây cho con của cậu bé giống dùng để nhờ cậy mẹ gọi sứ giả vào cuối câu có dấu chấm than. Với câu mẹ về với con đi mẹ thể hiện mong muốn của Lan thấy mẹ về nhà cuối câu có dấu chấm. Câu chúng ta cùng học bài nhé. Cổ hoa dùng để đề nghị Hồng cùng học với mình, cuối câu có dấu chấm than. Câu em nên tập trung nghe giảng bài của cô giáo dùng để khuyên bảo Hà tập trung nghe giảng bài cuối câu có dấu chấm. Những câu dùng để yêu cầu, đề nghị, nhờ vả người khác là một việc gì đó gọi là câu khiến. Câu khiến hay còn gọi là câu cầu khiến đó các em. Cuối câu khiến thường có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Chúng ta rút ra được ghi nhớ. Câu khiến hay còn gọi là câu cầu khiến dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, nhờ cậy, khuyên bảo, mong muốn người khác làm một việc gì đó. Khi viết, cuối câu có dấu chấm than hoặc dấu chấm. Các em lưu ý, với những câu khiến đặt dấu chấm than ở cuối câu, khi đó là lời đề nghị, yêu cầu một cách mạnh mẽ, thường mang tính bắt buộc. Còn với những câu khiến, đặt dấu chấm ở cuối câu, khi đó là những lời yêu cầu, đề nghị, nhẹ nhàng, thể hiện mong muốn. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách đặt câu khiến qua ví dụ 2. Hãy chuyển câu kể sau thành câu khiến bằng một trong những cách sau. Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương. Cách 1. Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ. Cách 2. Thêm đi, thôi, nào vào cuối câu. Cách 3. Thêm đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Cách 4. Thay đổi giọng điệu. Với cách 1. Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ. Việc đầu tiên, chúng ta cần xác định được động từ trong câu. Nhà vua Hoàng Gươm lại cho Long Vương các em nhận thấy động từ trong câu là từ hoàn vậy chúng ta cần thêm hãy đừng chớ nên phải vào trước động từ hoàn và được các câu khí như sau nhà vua hãy hoàn gươm lại cho long vương nhà vua đừng hoàn gươm lại cho long vương nhà vua chớ hoàn gươm lại cho long vương nhà vua nên hoàn gươm lại cho Long Vương. Nhà vua phải hoàn gươm lại cho Long Vương. Các em lưu ý, các từ hãy, đừng, nên, chớ, phải là các từ cầu khiến mang tính chất ra lệnh, yêu cầu mạnh mẽ nên cuối câu ta dùng dấu chấm than. Cách hai, thêm từ đi, thôi, nào vào cuối câu, ta được các câu khiến như sau nhà vua hoàn gươm lại cho long vương đi nhà vua hoàn gươm lại cho long vương thôi nhà vua hoàn gươm lại cho long vương nào ở cách này các từ đi thôi nào là từ đệm giúp tăng thêm sắc thái và thúc đẩy hành động cuối câu ta nên dùng dấu chấm than ngoài ra trong thực tế người ta còn dùng các từ nhé nha để câu nói thêm phần nhẹ nhàng, uyển chuyển thì cuối câu ta nên dùng dấu chấm. Cách 3, thêm từ đề nghị xin, mong vào đầu câu. Tuy nhiên, nội dung câu này không thích hợp để sử dụng từ đề nghị vì không được nêu từ đề nghị với nhà vua. Vậy chúng ta chỉ thêm từ xin, mong vào đầu câu và được các câu khí như sau xin nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương. Mong nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương. Khi thêm từ xin, mong vào đầu câu, các em nhớ chuyển tiếng nhà viết hoa thành viết thường. Cách 4. Thay đổi giọng điệu Với cách này, chúng ta không dùng thêm từ cầu khiến mà dùng giọng điệu trong lời nói để người nghe hiểu được yêu cầu, mong muốn của người nói khi chúng ta thay đổi giọng điệu câu kể sẽ lập tức chuyển thành câu khiến như: 'Nhà vua hoàn gươm lại cho long vương' hay 'Nhà vua hoàn gươm lại cho long vương' cô vừa giới thiệu với các em bốn cách để có được một câu khiến tuy nhiên trong thực tế các em cũng có thể sử dụng kết hợp các từ ngữ ở cách 1, cách 2, cách 3 để nhấn mạnh các yêu cầu, đề nghị hay để câu được nói tự nhiên hơn. Ví dụ, cô sử dụng kết hợp các từ ngữ ở cách 1 và cách 2, cô sẽ có được câu Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương đi. Hay sử dụng kết hợp cả 3 cách, cách 1, cách 2, cách 3, cô sẽ có được câu Xin nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương đi. Hay sử dụng kết hợp cách 1 và cách 3. Xin si nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương. Như vậy, chúng ta rút ra được kết luận. Muốn đặt một câu khiến, ta có thể dùng một trong những cách sau. Cách thứ nhất, thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ. Cách thứ hai, thêm từ đi hoặc thôi, nào vào cuối câu. Cách thứ ba, thêm từ đề nghị hoặc xin, mong vào đầu câu. Cách thứ tư, thay đổi giọng điệu cho phù hợp. Các em nhớ, tùy theo hoàn cảnh, đối tượng, mục đích của mình mà các em có thể sử dụng kết hợp cả bốn cách trên để tạo được câu khiến phù hợp, thể hiện được đúng mong muốn của bản thân. Khi đặt và sử dụng câu khiến, các em có thể thực hiện theo các bước sau. Bước 1, xác định mục đích giao tiếp, sử dụng câu khiến để làm gì? Ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên nhủ. Bước 2, lựa chọn từ ngữ thích hợp tùy thuộc vào đối tượng để diễn tả câu khiến. Bước 3, lựa chọn dấu câu và các từ đệm. Bước 4, đặt câu và bước 5, đọc và chỉnh sửa. Các em thấy, trong những trường hợp khẩn cấp, các chú cảnh sát giao thông muốn dừng người vi phạm sẽ có những yêu cầu như Dừng lại, đứng lại, tắt máy Hay như trong tình huống, Lan và Hùng vừa ăn cơm vừa xem tivi Mẹ sẽ nhắc nhở, không xem tivi nữa Hay để thể hiện thái độ không hài lòng, cũng như nhấn mạnh yêu cầu, mẹ cũng có thể nói Tắt tivi ngay trong một số trường hợp để nhấn mạnh người nói có thể rút gọn các thành phần của câu chỉ giữ lại cụm từ mang hàm ý cầu khiếm nên các em lưu ý đôi khi câu khiến có thể không đảm bảo đầy đủ các thành phần trong câu những câu này thường được sử dụng khi người nói có vai lớn hơn người nghe trong đời sống hàng ngày câu khiến dùng để ra lệnh yêu cầu đề nghị khuyên bảo hay nhờ vả người khác thực hiện, chúng ta không nên sử dụng những câu như thế. Ví dụ như khi các em muốn nhờ em mình đóng cửa lại, chúng ta có thể nói cách thứ nhất. Em đóng giúp anh cái cửa lại nhé. Cách thứ hai, đóng cửa lại. Vậy thì theo em, em của mình sẽ thích nghe cách nào hơn? Tất nhiên là cách thứ nhất đúng không nào? Với cách thứ hai em của mình sợ mình cũng có thể đóng cửa nhưng trong lòng em của mình sẽ không vui ông bà ta từ xưa đã đúc kết ra câu ca dao để đanh dạy con cháu chúng ta lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau các em hãy ghi nhớ và sử dụng từ ngữ cho phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh để mang lại hiệu quả cao trong giao tiếp nhé. Các em đã tìm hiểu về câu kể, câu hỏi, câu khiến, vậy các em thử suy nghĩ xem, câu khiến khác câu kể, câu hỏi đã học ở chỗ nào? Chúng ta cùng nhớ lại. Câu kể dùng để kể, để tả, giới thiệu, nhận định, nêu ý kiến. Câu hỏi dùng để hỏi, để khen chê hoặc để khẳng định, phủ định. Còn câu khiến dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn, nhờ cậy, khuyên bảo. Câu kể cuối câu chỉ dùng dấu chấm. Câu hỏi chỉ kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi. Riêng câu khiến kết thúc câu bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm. Các em ghi nhớ những điều này để mình nhận diện câu kể, câu hỏi, câu khiến trong vãn bản một cách nhanh chóng và chính xác, cũng như đảm bảo đúng về mặt hình thức khi viết. Để vận dụng những kiến thức vừa học, cô mời các bạn cùng bước sang phần 2, luyện tập. Bài 1, trang 88, tìm câu khiến có trong những đoạn trích sau. A. Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ. Hãy gọi người hàng hàng vào đây cho ta. Lọ nước thành. B. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng. Có đau không, chú mình? lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé đừng có nhảy lên bon tàu hà đình cảnh c con rùa vàng không sợ người nhô thêm nữa tiến sát về phía thuyền vua nó đứng nổi lên mặt nước và nói nhà vua hoàn gươm lại cho long vương sự tích hồ gươm d ông lão nghe xong bảo rằng con đi chặt cho đủ 100 đốt tre Mang về đây cho ta Cây tre trăm đốt Các em hãy nhớ lại hình thức của câu khiến ở trong văn bản Và sử dụng 4 cách đặt câu khiến Để tìm câu khiến có trong bài nhé Câu khiến có trong câu A là Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta Các em quan sát Thấy có từ cầu khiến là từ hãy và cuối câu sử dụng dấu chấm than. Ở câu B, câu khiến là Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé và câu đừng có nhảy lên bon tàu. Ở đây chúng ta nhìn thấy các từ câu khiến là từ nhé, từ đừng và cả hai câu cuối câu đều dùng dấu chấm than. Trong câu C, câu khiến là nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương. Ở câu này, chúng ta không nhận thấy từ cầu khiến, nhưng cuối câu có dấu chấm than và câu nói mang hàm ý yêu cầu nhà vua trả lại gươm cho Long Vương. Câu D. Con đi chặt cho đủ 100 đốt tre mang về đây cho ta. Hiện trong câu này, chúng ta thấy không có từ cầu khiến, cũng không sử dụng dấu chấm than ở cuối câu, nhưng chúng ta hiểu ở đây à, ông lão đang yêu cầu chàng trai đi chặt đủ 100 đốt tre mang về Trong khi đọc văn bản chúng ta sử dụng giọng điệu phù hợp Cũng là một cách để giúp chúng ta nhận diện ra câu khiến đó các em Chúng ta cùng bước sang bài 193. trên Chuyển các câu kể sau thành câu khiến Thanh đi lao động, ngân chăm chỉ, gian phấn đấu học giỏi để chuyển các câu kể thành câu khiến, chúng ta sẽ sử dụng cách thứ nhất, thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải vào trước động từ. Cách thứ hai, thêm đi, thôi, nào vào cuối câu. Và cách thứ ba, thêm đề nghị, xin, mong vào đầu câu. Riêng cách thứ tư, các em sẽ tự thực hành nhé. Câu kể đầu tiên: Thành đi lao động. Để sử dụng cách thứ nhất, các em cần xác định được động từ trong câu các em nhận thấy động từ là đi vậy chúng ta cần thêm các từ hãy đừng chớ nên phải vào trước động từ đi và chúng ta được các câu khí như sau thành hãy đi lao động thành nên đi lao động thành phải đi lao động thành chớ đi lao động Thanh đừng đi lao động các em chú ý với hai câu cuối: thanh chớ đi lao động và thanh đừng đi lao động không có ý nghĩa tích cực chúng ta chỉ sử dụng khi nào có lý do ví dụ như thanh đang bị ốm đang bị sốt cao. các em chú ý khi chúng ta sử dụng các từ cầu khiến cần lựa chọn các từ cho phù hợp để tạo được câu có ý nghĩa với các thứ hai chúng ta sẽ được các câu khiến như sau thanh đi lao động đi thanh đi lao động thôi thanh đi lao động nào và ở các thứ ba chúng ta cũng được các câu khiến đề nghị thanh đi lao động xin thanh đi lao động mong thanh đi lao động tất cả các câu khiến ở đây cô đều sử dụng dấu chấm than ở cuối câu để các em quen với hình thức trên văn bản của câu khiếm và cũng là để giúp tăng thêm sắc thái của câu, thúc đẩy hành động của thanh. Tương tự như vậy, với câu kể thứ hai, nên chăm chỉ, chúng ta cũng được các câu khiếm là Ngân hãy chăm chỉ, ngân nên chăm chỉ, ngân phải chăm chỉ Ngân chăm chỉ đi, ngân chăm chỉ thôi, ngân chăm chỉ nào xin ngân chăm chỉ, mong ngân chăm chỉ, đề nghị ngân chăm chỉ. Với câu kể Giang phấn đấu học giỏi, ở các thứ nhất, chúng ta cũng được các câu khiến. Giang hãy phấn đấu học giỏi. Giang nên phấn đấu học giỏi. Giang phải phấn đấu học giỏi. Giang phấn đấu học giỏi đi. Giang phấn đấu học giỏi thôi. Giang phấn đấu học giỏi nào và ở các thứ ba chúng ta có các câu khiến đề nghị giang phấn đấu học giỏi xin giang phấn đấu học giỏi mong giang phấn đấu học giỏi đây là những câu khiến cô vận dụng theo các cách mình đã học để các em thực hành và nắm vững hơn tuy nhiên các em cũng có thể kết hợp cả bốn cách và lựa chọn các từ cầu khiến phù hợp để có được câu rõ nghĩa và tự nhiên hơn. Ví dụ như Mong Ngân hãy chăm chỉ hơn. Giang hãy phấn đấu học giỏi lên. Giang cần phấn đấu học giỏi hơn. Bài hai trang chín mươi ba. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau. A. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai cây bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút. B. Em gọi điện thoại cho bạn gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy, để bác chuyển máy cho em, nói chuyện với bạn em. C. Em đang tìm nhà bạn, bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường. Để thực hiện bài tập này, các em hãy nhớ lại năm bước đặt câu khiếm. Bước 1. Xác định mục đích giao tiếp, sử dụng câu khiến để làm gì. Bước 2. Lựa chọn từ ngữ thích hợp với đối tượng, hoàn cảnh. Bước 3. Lựa chọn dấu câu và các từ đệm. Bước 4. Đặt câu. Bước 5. Đọc và chỉnh sửa. Để có được những câu khiến chính xác cho các tình huống trên, ta phải xác định đối tượng ngữ cảnh. Từ đó, ta mới lựa chọn được từ ngữ cho phù hợp với các tình huống. Ở câu A, đối tượng là bạn bè, ngữ cảnh giao tiếp là trong giờ kiểm tra ở lớp vì vậy chúng ta có thể sử dụng các câu khí như sau: hằng ơi cho mình mượn cây bút này nhé, hay tâm ơi cho mình mượn cây bút với cho tớ mượn cây bút của cậu một tí. ở câu b đối tượng là bố bạn ngữ cảnh giao tiếp nói chuyện qua điện thoại. Do đối tượng giao tiếp lớn tuổi Nên ta phải dùng lời lẽ và thái độ lễ phép, lịch sự Vì vậy, ta có thể sử dụng các câu khiến như sau Xin phép bác cho cháu nói chuyện với bạn Giang ạ à. Thưa bác, bác cho cháu nói chuyện với bạn Giang với ạ à. Hay các em cũng có thể chào hỏi trước khi đưa ra yêu cầu Ví dụ như Cháu chào bác Cháu là bạn của bạn Giang Xin phép bác cho cháu được nói chuyện với bạn Giang ạ à. Ở tình huống xe Đối tượng là một chú lớn tuổi Ngữ cảnh giao tiếp ở ngoài đường Đối tượng giao tiếp lớn tuổi Nên ta phải dùng lời lẽ và thái độ lễ phép, lịch sự Vì vậy, ta có thể sử dụng các câu khiến Nhờ chú chỉ giúp cháu nhà bạn Oanh với ạ à. Xin chú chỉ giúp cháu nhà bạn Oanh ở đâu ạ à? Các em nhớ nhé, trong cuộc sống, chúng ta sử dụng câu khiến để giao tiếp rất nhiều. Chúng ta nên chú ý dùng từ ngữ cho phù hợp với đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp. Có như vậy mới mang lại hiệu quả cao trong giao tiếp. Các em hoàn thành thêm các bài tập sau để rèn luyện cũng như nắm vững kiến thức bài học ngày hôm nay. Bài 2 trang 89, tìm ba câu khiến trong sách giáo khoa tiếng Việt hoặc toán của em. Bài 3 trang 89 Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo, thầy giáo. Bài 3 trang 93 Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây. A. Câu khiến có từ hãy ở trước động từ. B. Câu khiến có từ đi hoặc từ nào ở sau động từ. C. Câu khiến có từ xin hoặc tự mong ở trước động từ. Bài 493 Nếu tình huống có thể dùng các câu khí nói trên. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan và luôn học tập tốt. Cô chào các em.